rồi, vào rồi, vào rồi. Xin chào các bạn nhé. Hiện nay sau một thời gian anh em đi lên con đường kinh khủng khiếp thì đã đến nhà của một pháp sư như là thầy thầy Mo ở bản làng Bà Thẻn. Bây giờ thầy đang làm một cái nghi lễ để nhảy lửa nhé các bạn nhé. Chắc các bạn đã nghe rất nhiều về lễ hội nhảy lửa rồi. Hôm nay mình sẽ ghi lại tất cả những hoạt động của một cái nghi lễ của người Pà Thèn, đó là cái nghi lễ nhảy lửa. Đấy. Giờ mời các bạn đi vào bên phía trong để xem thầy cúng. Nhưng mà vẫn lên đấy. Đang gọi người đây này. Đây là dụng cụ nhỉ, bà nhỉ. Bà ơi, cho con hỏi cái này là dao này, cuốc này. Đây là những dụng cụ nằm trong nghi lễ nha các bạn nhé. Có một cái lá này không biết là lá gì đây nhỉ? Lá này lúc nãy bố em bảo mang về để sắc nước uống đây đúng không? Cái này là như kiểu nếu mà theo trước thì người ta nói đây là thuốc. Là cái thuốc. Này nó vừa có một tí như là nó có cái như kiểu như cái giấy bạc này, nó tất rồi. Như kiểu giấy bạc này. Tức là theo nghi lễ mình là phải có cái cây này. Đúng rồi, cái cây này. Rồi rồi. Có cái lá rồi. Này này. Cuốc, rồi. Dao này. Tức là những công cụ lao động cũng được đưa vào trong nghi lễ báo cáo tổ tiên đấy. Thế là đồ dùng thường ngày. Rồi rồi. Đấy, đồ dùng rồi. Lao động thường ngày. Rồi. Cuối ngày 30 Tết thì báo tổ tiên. Nhà nào cũng có một cái khung cửi nhé. Đây là khung cửi dệt vải của người Pà Thèn. Nhà nào cũng có một cái. Ai cũng phải biết dệt. Đây là những ngọn lửa như là bếp để tí nhảy lửa đấy các bạn nhé. Đây là cái bếp để tí nhảy này.
Thế dân tộc mình con gái có ai nhảy được không? Con gái không nhảy được à? Không, nhọc thì vẫn nhảy mà có chưa có ai nữ nhảy đâu gì. Như là cúng tức là như thầy cúng đây thầy nhấn nêu tên nhiều người nêu tên vào ấy. Người nào mà là vào được là vào, tức là người nào mà có tên ở đây này người ta trở thành vào là vào người ngoài ấy, người ngoài người ta vẫn có duyên đấy, người ta không vẫn vào được đúng không, mà vẫn vào bình thường như là đứng ngoài sân kia không nhìn thấy gì cả nhưng mà nó ngoài vẫn lên được là vẫn vào được, tức là nó vẫn biết là cái đường nó lau là vào đây vị trí này chứ nó không cần biết là nó đi nó như thế nào nữa, nó cứ đứng ngoài kia cả người lạ như anh ấy đấy, nhưng mà nó vẫn biết đường nó vào đây. Thì cả người đông đúc chắn được nó vẫn chèn nó cũng qua được. Vào luôn rồi. Qua được mà người ta không cản nổi cơ. Mấy người không ôm được. Thế cả. Như vậy là mình cũng thấy có một cái nó gần như trùng lập với lại dân tộc Kinh, tức là khi nhảy hầu đồng ấy là có nhiều người là có cơ duyên, tức là lên đồng ấy thì sẽ làm được và người ta sẽ vào được. Đấy. Nhưng thì ở đây mình thấy cái lễ hội như là nghi lễ nhảy lửa là cũng gần giống như vậy, nhưng mà người ta lại nhảy vào lửa. Còn hầu đồng thì người ta chỉ nhảy theo những cái điệu nhạc thôi. Đấy, không vào lửa được. Đấy. Mà ở đây là lên, là người ta lên như kiểu là đây là có cái nhập gì đấy. Rồi, tức là mình được cấp cũng như là gọi là nhập ấy. Là nó cái duyên số ấy nhỉ, nó phải được nhập Thế là nó phải có duyên số thì mới nhập, vào được, chứ không phải ai cũng vào được, không phải ai vào được. Có những nhiều người rất muốn vào nhưng mà không vào được, không vào được. Rồi rồi, như em cả. Rồi rồi, em là cũng dân tộc mình nhưng mà lại không vào được đúng không? Rồi rồi, bây giờ đang chuẩn bị đốt lửa đây, chắc tầm 11 giờ mới nhảy à? Mười một giờ. Rồi, thế thì phải cứ phải chờ thôi. cứ đốt lửa sưởi thoải mái nha các bạn nha. Đấy, đốt lửa to càng tốt. Ở trong nhà thì nó nhỏ thế này thôi, ở ngoài nó phải khác. Thế mà bây giờ đốt dần thôi. Đốt dần nhỏ. Mà bây giờ cứ đốt dần á. Cứ đốt. Nó duy trì ngọn lửa á. Rồi rồi. Nhưng mà bây giờ có người thì điện lại không có người. Những cái lễ hội ở ngoài bây giờ mới là khởi đầu thôi. Ngoài sân vận động thì mình thấy chất người đống củi rất là to. Đấy. Mà ở trong nhà thì thứ nhất là về an toàn của cháy nổ đó, phòng cháy thì sẽ làm nhỏ thôi, làm theo đúng cái gian bếp của gia đình thôi, chứ không được làm to nhảy nó bung bét lên nhỡ cháy thì không thể dập được. Rất là khó. Em nói này, cái này nó là tức là hôm nay là cái ngày cuối năm, là ít nhất phải có làm để duy trì cái bản sắc, cái truyền thống của dân tộc em ấy. Rồi. Đấy. Còn thực ra là to hay nhỏ thì to cũng có thể làm được, nhỏ cũng có thể làm được. Vẫn làm được đúng không? Vẫn làm được. Nhưng mà bây giờ nó chỉ là cái cuối năm này thì là nhỏ là đủ để duy trì là được, chứ không cần phải làm lớn. Đúng rồi. Rồi rồi. Tức là mình làm đủ báo cáo, đủ nghi lễ. Rồi rồi. Rồi. Còn nếu như theo một cái tổ chức ở một cái vị trí nào đấy rộng rãi ấy, có thể là to hơn, gấp hơn cái này là mấy chục lần được. Rồi. Đấy, trăm lần là được. Rồi. Rồi rồi. Đấy. Thế là hàng năm thì cứ đến 30 hoặc hôm rằm nhỉ là làm được đúng không? Cái này có phải là lúc nào cũng làm được không? Tức là lúc nào cũng làm được. Lúc nào cũng làm được. Cứ báo cáo tổ tiên được là làm được đúng không? Nhưng mà phải có một cái ngày lễ hay là cái gì đó thì mình mới làm chứ đúng không? Hoặc cấp sắc cấp siếc đúng không? Bên em thì nói chung là cấp sắc thì cũng có, nhưng mà cứ hầu như làm quanh năm thì cứ đến ngày này là phải có, nhưng cứ đêm 30 là làm, đêm 30 là phải có, cuối năm là ngày cuối cùng của một năm. Rồi. Thế là mình cũng thấy phải báo cáo lên tổ tiên nhà mình. Đấy, tức là đây là thầy cúng là phải có lễ, tất cả những cái nhà nào mà có thầy cúng ấy là người ta sẽ làm lễ, có điều kiện mới làm chứ.
không cần là người ta không có điều kiện, người ta cũng phải làm, phải làm để báo lên. Rồi. Nhưng mà trường hợp nhảy hay không, người ta sẽ có nhảy hay không là tùy thôi. Ừ. Là thầy sẽ không nêu vào đấy nhảy nữa. Rồi. Thầy chỉ là báo cáo lên trên là được. Thế tí anh mà nó vào được anh nhảy thì làm nào? Thì cứ nhảy bình thường thôi đúng không? Biết đâu được. Biết đâu anh có duyên anh nhảy được thì sao nhỉ? Anh nói câu đấy trước. Đấy. Để các thầy báo tên vào thì không cần báo đâu bạn ạ. Bây giờ không cần phải báo. Đấy. Rồi rồi. Tự vào kia rồi mới là duyên. Rồi 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 rồi. Thế là bây giờ mình sẽ quay qua một chút để chờ đến đoạn nhảy nha các bạn nha. Còn các nghi lễ mình sẽ ghi lại. Đấy, cứ phải chờ chưa được xem lần nào. Qua quan sát thì mình thấy đây là có một bộ trang phục con gái của người Bà Thẻn này. Đấy. Đây là chính là những cái trang phục của các thiếu nữ, phụ nữ, người Bà Thẻn. Em ơi, cái áo này của con gái Bà Thẻn là lạ, có vợ mấy chồng rồi quá. Cái này ai mặc được không? Đây là cái khăn này. Khăn này rất là dài nhé các bạn nhé. Dài cực kỳ luôn đấy. Đấy. Đây. Dài lắm. Khăn để vấn tóc xong thả xuống hai bên rất là đẹp luôn. Đấy. Dài lắm. Đây. Cái này nó phải vào, rơi vào 3 mét. Đây các bạn nhé. Đấy có các cái tua rùa rất là đẹp này. Đây là cái khăn vấn tóc này. Đấy, còn đây là trang phục nha các bạn nhé. Đây, trang phục người dân tộc Bà Thẻn. Đấy. Đây này. Hôm nãy mình đã quay rồi. Nãy mình quay các cái mảnh ghép từ những cái khung cửi đấy các bạn ạ. Đây là cứ 20 phân một mảnh ghép nha các bạn nhé. 20 phân một mảnh ghép lại với nhau kết hợp với lại màu đen. Đấy, cộng gam chủ đạo là màu đỏ, vàng và xanh, đen. Đấy, đỏ, đen và vàng. Đấy, xanh thì điểm thôi các bạn ạ. Đấy. Màu trắng nữa, màu trắng cũng để điểm, để nhấn nháy. Đấy. Đây, khăn như vậy. Đấy là trang phục của những thiếu nữ. Đấy, còn theo quy cách của người đã có chồng hay đã chưa chồng ấy thì mặc nó có sự khác nhau nha các bạn nhé. Giống như người Thái ấy. Người Thái nếu mà đã lấy chồng thì phải vấn khăn, vấn tóc. Đấy. Rồi anh. Cảm ơn. Dung dung rồi đấy nhỉ. Không. Cúng là dung dung rồi. Cúng như nào cũng trạng thái như thế. Nào sẵn sàng đấy nhỉ. Mười chén rượu. Mình hoa về 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 mình hoa
Rồi, vào rồi, vào rồi. Ôi. À, nghe ở ngoài vào đấy, nghe ở ngoài là vào đấy. Nghe cái là nó lên luôn đấy. Rồi. Quá nhỉ. Vào tắt hết hết rồi. Đang khoảng vào phát ra khoảng. Khoảng vào đi. Vào phát ra nào. Giờ thằng này lên đấy. Bắt nó lại rồi. Bốn đi. Giữ lại đi. Giữ lại á? Giữ được không? Giữ nó ở lại không? Giữ được quá. Đấy. Nghe thấy tiếng là nhảy từ ngoài vào luôn này. Vào luôn. Đấy, cái lưng chưa nổi này. À. Chưa nổi luôn. Nghe thấy tiếng là cũng đi lắm thôi nhưng mà. Thế cũng là lửa hôm nay chưa kịp. Em thấy chạy một hút từ ngoài kia vào cứ tưởng làm gì. À. À, nghe cái là vào đấy nhỉ. Là vào ngay. Kiểu là hợp nhỉ. À. Chứ không phải mời đâu nhá nhỉ. Không cần mời. Không cần mời đâu. Như mấy ông này là không cần phải đặng đến luôn. À. Nghe thấy là vào được luôn. Anh thấy là từ ngoài lao vào luôn. Rồi. Mình quên rồi. Không chủ động được. Không chủ động được ấy. Nó lửa lại. Bây giờ đốt lại. Thanh niên nhưng mà đã vào được nhé, tức là nghe ở ngoài là đã lên được rồi, đã vào được rồi, có giống như kiểu có một cái cảm hứng nhé các bạn nhé, không cần mời nhé, đấy, có một cái dạng là một cái thông điệp. Tức là giống như một cái sóng, luồng sóng bắt được cái là đang đi chơi nhưng mà vẫn vào nhảy bình thường. Đang đi chơi ở ngoài đường nhé, hai anh em này đang đi chơi ở ngoài đường nhé. Ông vào đây. Ông vào đây nhé. Hả? Ông vào đây xem. Rồi. Ôm vào rung lắm à? Ừ. Có giữ được đâu. Bây giờ cả 5-10 người giữ nó vẫn thế mà. Vẫn bật được. Vẫn vào được. Nó vẫn giật thế đâu. À. Nó vẫn vào bình thường. Nhưng cái này có lâu không? À? Cái này có lên lâu không? Nó lên. Khi nào không cúng nữa thì nghỉ à? Ừ. Lâu lắm. Có biết tiếng mệt đâu. Có lửa còn lâu anh mới giữ được. À, nó như một cái cảm hứng ấy nhỉ? Đúng rồi. Đấy. Nếu mà có lửa thì cả chục người vào cũng không giữ nổi. À. Tức là bây giờ là lửa là bị tan hết rồi. Bây giờ lại nhóm. Rồi, đây là nhóm lửa này. Đấy, đây là một cái bếp lửa rất là to nha các bạn nhé. Mà bây giờ là mất hết rồi. Do bếp trước bay hết rồi. Đấy, giờ anh em mình lại nhóm tiếp để cho anh em vào. Nhưng mà chỉ sợ nhóm được này nó đã vào rồi đấy. Thế yeah. Nhìn thấy lửa cái là nó vào đấy. Cứ có lửa là được à? Cháy là nó vào. Lửa cháy là nó mà không cháy gì nhá nhỉ? Mình không bắt được. Không bắt được. Lấy cái khúc gỗ kia là đi. Bắn hết qua nhà rồi. Không phải dạng vừa đâu. Bảo không mê tín nhưng mà thực sự cái này thì mình không thể lý giải được nhé các bạn nhé. Để tí tí xong lễ mình sẽ phỏng vấn một số anh em thì các bạn sẽ hiểu được cái lễ hội cũng như là làm sao mà người ta làm được cái điều đó. Cháy to mà. Bây giờ mình nhóm xong là anh em mình ngồi đấy. Anh ơi, quay đi. À, nhưng mà đã có lửa đâu. À, không biết mệt luôn. Lại vào rồi. Chưa kịp nhóm vào rồi. À. Đấy, tắt hết lửa rồi. Như kiểu lễ hội dập lửa. Càng lửa lại càng sướng. Mà đây không vấp rồi nhá. Đây còn ăn than này. À, chơi than, cầm than này. Đang nhá, đang cầm than nhá. Đang cầm than nhá. Không sao ạ. Dập lửa. Dập lửa. Dập lửa. Không đốt được nhỉ.
lại đi vào hộ tiếp rồi nhỉ. Đây là không quật cái này đâu, tốt được. Chúng à, tức là cái nghe cái này là không nghe được. Cái nhạc này nghe là vào luôn đúng không? Kia là nhảy rung rồi thôi. Rồi rồi. Này thanh niên này là bảo đi xuống dưới chơi mà nhỉ. Đang bảo đi chơi mà. Không nghe được. Không nghe được. Nghe thấy cái là vào ngay. Tức là nghe cái là nghe thấy là vào rồi. Thích là vào rồi. Không xuống được. Nó nhiều như một cái căn quả đây nhỉ. Như kiểu một cái sóng. Quen này. Quen. Không phải quen. Có chỉ có vài người trong làng vào. Vài người vào được thôi đúng không? Bụi hết rồi. Có lửa là vào. Có lửa là vào. Thản hết rồi. Này khó nhóm lại đây nhỉ. Không nhóm lại rồi. Cứ thấy than là sướng là cầm đấy. Cứ thấy than là cầm thôi. Đây hoàn toàn là sự thật nha các bạn nhé. Dập, tức là phải dập cho không còn một cái ngọn lửa hay là một cái mẩu than nào thoáng nhé. Bà nhóm lại đấy. Bà chặn rồi. Đấy. Còn lửa là vào hết. Đấy. Đấy, tàn hết lửa rồi. Hết rồi. Không còn rồi. Tiếc nhỉ. Chú đốt rồi sao vậy? Đây có lửa. Không đốt được thì thấy lửa đấy vào. Này tắt bếp rồi. Dập hết rồi. Đốt cháy lửa lên hàng nữa. Nó lại vào luôn đấy. À. Cứ làm là biết ngay. Không lý giải được đâu đấy. Lần đầu tiên mình được chứng kiến là không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà trong người kia nhá, đây không đi đâu, còn đâu có. Nhưng anh không vào được không? Không vào được. Anh không vào được à? Đi dọc vào được. Vâng. Thế là bây giờ có 4, 5 nhà. Sao đốt lửa là phải trốn đấy đúng không? Tránh ra đấy đúng không? Ừ. À, bà đang đốt lửa. Ừ. À. Cháu bật cho. Có nhiệt thế đống lửa đó. Cái kia là nó... Chết rồi, hết lửa, hết ga cái gì ấy. Hỏng rồi. Nghỉ nhóm bếp. Không biết là không kéo lên được. Không kịp đấy nhỉ. Thấy bọn này, bọn này tung té kìa. Rất là bí hiểm. Đấy. Nếu mà thầy mà làm sai thì thầy sẽ 7 ngày về đêm. Đấy. Không ngủ được nhỉ? Vợ của thầy. À, vợ của thầy 7 ngày về đêm mà không ngủ được. Vì có cái bộ quần áo kia. Tức là bây giờ nếu mà ai mà lên được là bây giờ cầm cái lắc này là vào được. Thì sao mình lắc mấy ông kia lên trước này. Bên lắc là lên không? Được. Làm được. À. Nhắm mắt, suy nghĩ nào. Không được cười, nó là cười đấy, không được cười. Không được cười. Cười nó không kết lắm ấy. À. Không kết lắm, nó không vứt than cho mình. Ăn đấy, nhờ. Mình bỏng. À. Không đọc vào đâu. Nhìn chỗ này. Anh đứng ra đây. Anh đứng ra đây. Anh đứng ra đây. Em quay.
tạo không nghe nhiều. Thế bạn phải quay cho đấy, anh này anh trực tiếp anh thử nhá. Không vào được. Đây đây, bên kia là chỉ cần nghe là không được rồi. Cái cúng được đấy, được á. À, bây giờ là đến tầm này là mấy ông kia này thì là anh lắc là cho nó đi đó, anh đừng có lắc nữa là thôi. Thôi thôi thôi. Không phải ai cũng vào được nha các bạn nhé. Lắc luôn, lắc luôn, lắc đi. Mình lắc, mình lắc là vào luôn rồi. Đấy, anh nhé, các bạn nhé. Mình không vào được. Đi rồi. Anh em mình lắc gọi đi rồi, mình không đi đâu vậy. Nó nó không nghe được đâu. Rồi. Như vậy là cứ lắc cái này là lên. À. Cứ nghe thấy tiếng này là lên được đúng không? Nó có được tập trung thế rồi, mà tập trung thế rồi. À. Có phải thế rồi. Em thử xem nào. Khả năng cháu cũng lên được đấy, chẳng qua là cháu không dám nhập tâm. Thật mà. Lúc đấy thấy run chân rồi. Run chân lắm liền đấy. Thề luôn. Đấy thấy run chân rồi. Anh thấy ở trong vâng, rung từ dưới lên và cái trong bụng mình cồn cào rồi. Khả năng là mình sẽ vào được. Nhưng mà thôi, hôm nay mình sẽ chứng kiến. Mình không thử nhá. Nãy mình thử rung một lúc rồi các bạn ạ. Nhưng mà cháu làm như thế là không sao đâu gì. Không sao. Thực sự là lúc nãy mình cũng thử rồi thì thấy cảm giác là đang đi dần lên rồi đấy, nhưng mà mình tức là đầu óc mình phải tập trung nhá các bạn nhá, phải tập trung thì sẽ vào được. Khả năng là mình cũng có duyên đấy. Nhưng mà mình không dám thử. Bây giờ mình sẽ chứng kiến để mình ghi lại những cái hình ảnh đẹp nhất để cho các bạn xem nhá. Đây là không nói điêu luôn. Đấy. À, như vậy là bếp lại được nhóm lên rồi. Và bây giờ cũng là kết thúc cái tiết mục nhảy lửa rồi nha các bạn nhé. Đấy, bây giờ là hai thanh niên đây là vừa mới vào. Bây giờ là nóng, toát mồ hôi. Đấy. Em đến đây rồi á. Bây giờ là thầy làm cái phần cuối nha các bạn nhé. Đây là thầy đang làm phần cuối để kết thúc. Bây giờ không nhảy được nữa. Bây giờ không vào được nữa. Nếu mà lắc cái kia thì lại vào được. Bây lắc cái kia là vào được đúng không? Lại lên đấy nhỉ. Nhìn thấy lửa lại ghét ngay đấy nhỉ. Nhìn thấy lửa mình thích vào hay là ghét? Bó là kiểu mình thở đi lòng đấy. À. Bắt đi nhẹ. Lúc đấy người cứ thấy nhẹ bỗng là cứ thế mà tầng tầng lên thôi. Cứ thế kia tính là không được. Rồi. Bắt đi. À. Kiểu nó bó ma từ trước rồi, bó rồi. Rồi rồi. Nha, đây là toàn là bộ những nghi lễ để nhảy lửa của người Pà Thèn nhá, dân tộc Pà Thèn. Đây là một dân tộc Jin nha các bạn nhá, tức là rất ít người. Đấy. À, mình vừa mới quay cho các bạn toàn cảnh về cái lễ, tức là cái nghi lễ để nhảy lửa. Đấy. À, đến bây giờ mình cũng không thể lý giải được tại sao là cứ thấy lửa và nghe cái tiếng chuông ấy, là người ta, những ai mà vào được là vào luôn. Đấy, không chịu được. Đang đi chơi ở ngoài nhá. Lúc đấy thanh niên kia là đang đi xuống Bắc Quang để chơi này. Nhưng mà nghe thấy tiếng là không chịu được là vào luôn. Đấy. Lại vào luôn. Không đi chơi nữa. Đấy. Đấy là một cái nghi lễ thực sự là rất là bí ẩn.
cũng như là một cái phong tục tập quán đã phải duy trì và bảo tồn. Rồi, em cảm ơn anh nhé. Rồi. À em đây rồi, đây em chơi nhỉ. Ôi, giờ cấm tất cả muốn phun thì nhà cứ mới, quả thế giặc một thế. Giờ có chuyện gì nhá? Vâng rồi. Đây em chơi. Thôi để nước khác đi em. Xong rồi bây giờ anh em đi về rồi. Nhé. Đó, bây giờ mình chỉ cúng làm lễ của nhà thôi đúng không? Chứ không nhảy lửa nữa. Lắc cái này là lên đấy. Bây giờ không lên được nữa. Đi rồi nhảy. Báo cáo xong rồi. Báo cáo là nó về, nó nước ăn rồi nó về luôn. Thế là xong rồi đấy nhảy. Đấy, như vậy là bếp lửa lại được nhóm lên rồi nha các bạn nhé. Đó, bếp lửa lại được nhóm lên rồi. Hệ cháy bình thường. Bây giờ anh Trường để em quay xong rồi anh vào xong để anh nhảy nốt cái khu vực này đi. Nãy em đang quay mà anh nhảy vào cơ thì... Nhưng mà anh vẫn run. Anh là anh vẫn run khả năng nếu mà... Anh à? Cởi giày tất khả năng lên rồi đấy. Có. Đứng ở chỗ kia nó như kiểu là có một cái lực gì đấy. Đang nâng lên mình rồi đấy. Chẳng qua là anh trấn tâm lúc anh không dám lắc mạnh nữa. Nếu mà lúc đấy tập trung là lên đấy. Cứ ở đây chơi. Khả năng lúc đấy cứ nhìn vào đống lửa là lên đấy. Nó không lên là không thể dùng người thôi. Nó chỉ dùng người thôi nhưng mà muốn vào lửa kia nó không thể hoạt động hoặc là bỏng hết. Không như lúc đấy em mà cứ tập trung nhìn vào cái lửa mà em lắc nhiều thang không qua được. Thử xem như nào nhỉ? Không qua được. Mà mình không muốn. Nó không qua được là không qua được. Chỗ này là không lên được. Chỗ này cũng lên rất mạnh luôn nhưng mà lên nhưng không nhảy. Không vào được. Nó cũng thế thôi nhưng mà lửa vào là bị bỏng. Không thể qua được. Vì là nó cũng bó nó khác nhá, cũng nó khác. Các cụ không cho vào ấy. Rồi. Đấy. Nhảy các thầy, các cụ không cho vào. Có lên được nhưng không vào được. Không vào được. Không cho vào luôn. Cố ý là bỏ ra. Vâng, cố ý vào nhưng là bỏng. Cố ý vào là bỏng. Bỏng ấy, không còn gì đâu. Thế nhỉ? Phải đọc cái đấy là... Là thật đấy. Thế nhảy. Thế nếu mà bố lên thì càng lên càng mưa to ấy. Bản sắc dân tộc bà thẻn nha các bạn nha. Thế bố ngủ sớm nha con à. Về cũng một hai ly xong rồi con về, Chỗ để vòng, chỗ để vòng thì có một cái lá bùa đặt ở đấy nha các bạn nhé. Chỉ có thể là không uống được rồi bây giờ đấy. Đấy, cúng đã xong rồi. Bà bây giờ là được 75 tuổi ạ. Bà bây giờ 86 76 rồi nhỉ? Đây, cái này là năm bao nhiêu đây? 2000 75 tuổi. Năm 2000. Và được 75 tuổi rồi. Đây là trang phục người Pà Thèn nha các bạn nhé. Dân tộc Pà Thèn đấy. Ở đây anh Trường em. Họ xin. Xin. Họ xin. Vừa nhảy lửa xong, xin nhảy hai nhập xong. Vâng, hai bài. Họ lửa. Xin và họ vàng. Rồi, có lẽ là mình cũng sẽ phép dừng video đây nha các bạn nhé. Các bạn thấy nghi lễ này hay và có những điều muốn thắc mắc thì các bạn hãy comment bên dưới nhé. Các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like nha các bạn nhé. Cho một like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với các video tiếp theo nhé. Kết thúc video này đây. Bây giờ là không nhảy nữa rồi.